Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu đèn mây chân trắng bên mình cho các bạn xem nhé. Hiện tại thì mình có sẵn 6 màu nha các bạn. Mẫu đèn này thì dùng để trang trí phòng ngủ này và phòng khách cũng rất là ok nhé. Trang trí chụp hình cũng được nhé mọi người. Đây, đèn này, đèn cao của nó đấy là 45cm nhé. Lồng của nó này là 35 nhé. Thân của nó này là đường kính cái chỗ đĩa này này là 12cm nhé. Chất liệu bây giờ đến gần đây này, chất liệu của nó này là kim loại sơn tĩnh điện màu trắng nhé các bạn. Rất chi là đẹp nhé. Các bạn có thể dùng công tắc kéo như thế này đây. Từng màu rất chi là đẹp các bạn. Để công tắc tất bật kéo như thế này nhé mọi người. Để rất chi là tiện và thanh sang trọng nhá. Đây, đây mình có hiện tại tất cả 6 màu nhá. Đấy, mình sẽ đi gần từng các màu cho các bạn xem nhá. Đấy thì tùy vào nhu cầu của các bạn thì các bạn có thể chọn màu sắc cho phù hợp nhá. À, kiểu dáng rất chi là đẹp và lông tơ nhá mọi người. Đấy, thôi mình đây qua giới thiệu sản phẩm một đoạn vậy thôi. Các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.